Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Nhâm Tý. Đây là video em sẽ chia sẻ với các chị về cái năm Tân Sửu, những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của các chị. Một trong những cái tuổi mà mới vừa trải qua cái năm gọi là hạn 49 tuổi, năm trực thái tế đầy khó khăn ở trong năm 2020. Bước qua cái năm 2021 nhờ có cái lục hợp về Tý và Sửu ở trong cái địa chi thì năm nay mọi chuyện đỡ đần hơn năm vừa rồi thôi, chứ không phải là một năm quá tốt đẹp. Bởi vì sao chủ của năm thì như trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm cũng như cái tử vi của năm Tân Sửu thì em có chia sẻ là có cái sao Thổ Tú, một trong những cái hung tinh mang lại chuyện phức tạp rối ren trong cuộc sống hoặc là nạn tai không mong muốn ở các tháng như 5, 8 và 11. Để có một cái nhìn tổng quan cái vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 thì bây giờ em phải tổng hợp lại cái việc sao hạn vận niên của các chị để dễ mường tượng và đưa vào cái vận trình của 6 tháng cuối năm. Đầu tiên hết là những người sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1972 đến ngày 02 tháng 2 năm 1973 là những người chịu sự chi phối của tử vi tuổi Nhâm Tý, nữ mạng. Người là mệnh Tang Đố Mộc, mệnh Mộc, năm nay là 50 tuổi. Người mệnh Mộc gặp cái năm Tân Sửu là một năm Thổ thì bổn mệnh khắc năm, bổn mệnh sức khỏe không được tốt, chủ về khó khăn vất vả, bổn mạng yếu. Sao chủ của năm là hung tinh Thổ Tú, sau này thường mang đến những cái chuyện nạn tai không mong muốn, rối rắm, phức tạp, chuyện kiện thương. Thổ Tú thì chủ về cuộc sống có nhiều trở ngại, xung khắc hay tranh cãi, thị phi, nên mọi sự không được thuận lợi, gia đình dễ bất hòa nếu có sao Thổ Tú chiếu mạng. Ra ngoài làm ăn phải đề phòng kẻ ném đá giấu tay, xin chuyện kiện thương. Nhất kỵ nhất là các tháng 5 và 8. Vậy cho tháng 11 tháng tuổi thì không kỵ bằng cái tháng 5 và tháng 8. Tháng 5 là tháng đang trải qua trong cái vận trình 6 tháng đầu năm thì mình đã có chia sẻ với các chị rồi. Tại sao tháng 5 nó khó khăn? Tại vì nó là tháng kim, các chị là người mệnh Mộc thì kim nó đã khắc Mộc thì gọi là quốc tinh tài tinh nó yếu. Rồi tháng Tý Ngọ là lục xung ở trong cái địa chi nữa thì rõ ràng là tháng 5. Hôm nay đã là ngày 22 tháng 5 rồi, trải qua 22 ngày thì các chị cũng cảm thấy rằng là tháng 5 nó không được tốt đẹp, đúng không? Tháng 5 tháng 6 luôn chứ không phải riêng tháng 5 không. Hạn của năm là hạn Huỳnh Tiền, người ta nói hạn này thì chủ về bệnh nặng, sức khỏe không được tốt đẹp, phải chú ý bản thân đề phòng bệnh tật rất khó qua khỏi. Đồng thời không nên mưu cầu danh lợi trong cái năm Tân Sửu khi có cái hạn Huỳnh Tiền, cẩn trọng việc sức khỏe nhiều hơn chứ đừng có mong cầu gì tài lộc lớn ở trong cái năm có hạn Huỳnh Tiền như thế này. Vận niên tiếp tục là một vận niên xấu, không khá khẩm hơn là mấy so với cái vận niên của năm Canh Tý, năm xung thái tuế, năm trực thái tuế. Xà Âm Tỉnh thì cái lệnh mang hình tượng con rắn bị nhốt, báo hiệu một năm coi như tù túng, bị khó chịu, không may mắn. Ra ngoài đề phòng tai nạn xe cộ. Muốn đạt được thành tựu ở trong cái năm có vận niên Xà Âm Tỉnh như vậy thì nên là những cái việc cũ làm, đừng thay đổi công việc, cũng như đừng quá nôn nóng mà dẫn đến những cái thất bại to lớn ha. Rồi, đó là nhìn sơ sao hạn vận niên, ba cái chính yếu để mình có thể luận ngược vào cái phần tử vi của những tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021, đặc biệt là từ tháng 7 trở đi. Rồi phần từ tháng 1 tới tháng 6 thì mình đã làm trong cái video về tử vi của năm Tân Sửu và phần hạn 6 tháng đầu năm của năm Tân Sửu đối với người Nhâm Tý nữ mạng. Bây giờ thì mình sẽ ráp vô cái phần 6 tháng thôi. Tháng đầu tiên của cái vận trình 6 tháng cuối năm này là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của người Phật giáo. Tháng này thì nếu là người đạo Phật thì kiêng kỵ tháng này, không có dám làm chuyện gì ở trong cái tháng này hết á, tại vì sợ là nó khắc kỵ nó có những cái điều gọi như là không tốt đẹp, đặc biệt là tháng này là tháng của người âm cho người Phật giáo. Và người Nhâm Tý thì đúng là tháng 7 năm nay không có nên làm cái gì. Vì sao? Vì tháng 7 là một tháng hỏa, tháng Bính Thân mà, tháng 7 âm lịch là tháng Bính Thân, thì tháng Bính Thân là một tháng hỏa, cho nên xét về bản mệnh đó, là Mộc sẽ sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, bản mệnh đã khắc năm rồi, bây giờ bản mệnh sinh xuất tháng nữa thì nó sẽ yếu hơn, các cái phúc tinh tài tinh nó cũng sẽ yếu đi nữa, như vậy thì sẽ không tốt đẹp. Đặc biệt cái phần thiên can á, chữ Nhâm của Nhâm Tý nó khắc chữ Bính của Bính Thân, thiên can tương khắc tháng, công việc dễ xảy ra điều không tốt đẹp, bị chống phá, gặp khó khăn ở trong công việc. Tháng này đối với người Nhâm Tý nữ mạng thì đừng mong cầu về tài lộc, chỉ là tốt đẹp ở cái phần địa chi, đó là tháng 10 Thân, mình tuổi Tý gặp tháng Thân thì nó nằm trong cái nhóm tam hợp Thân Tý Thìn. Tháng này thì gia đạo tình cảm có thể sẽ tốt đẹp, may mắn một chút thì có thể là các chị Nhâm Tý sẽ gặp được bạn tốt hoặc là quý nhân đưa đường chỉ lối cho mình ở trong công việc, nếu mà lỡ và lâm vào bế tắc giống cái trụ thiên can ở trên để chia sẻ. Đó là cái tháng 7 ha. Tiếp đến đó là tháng 8. Tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021, là tháng Đinh Dậu. Tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy trụ mạng sẽ tiếp tục là Mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổ mạng sức khỏe bị suy yếu, phúc tinh tài tinh vì thế cũng yếu theo, không có tác dụng tốt đẹp. Tuy nhiên thiên can thì ngược lại hoàn toàn với cái tháng 7, khi chữ Đinh của Đinh Dậu với chữ Nhâm của Nhâm Tý là một cái bộ thiên can thuộc ngũ hợp, công việc dễ hanh thông, tài lộc thì tốt đẹp, nhưng không tốt đẹp ở cái việc gì? Tháng này rất dễ dính thị phi tai tiếng, đặc biệt là đối với một cái người nữ. Dậu Tý thì nó nằm trong bộ tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu, nhưng Tý Ngọ Mão Dậu nó nằm trong bộ tứ hành xung thì chắc chắn là nó sẽ sự xung, nhưng nó không sát nhau trong cái bộ tứ hành xung, cho nên là nó cũng nhẹ nhàng hơn một tí xíu. Có thể là có hiểu lầm, có thị phi nhưng mà mình giải quyết được hoặc là mình cho qua được. Hãy nhớ rằng cái sao Thổ Tú tháng này là một cái tháng nó cũng hoành hành tương đối lớn, cho nên cẩn trọng một tí xíu. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất là một tháng mộc, như vậy xét về trụ mạng là Mộc đồng hàng, bổ mạng sức khỏe không có vấn đề, tốt đẹp, phúc tinh tài tinh vì thế phát huy tác dụng của mình được một cách tối đa. Địa chi Mậu thì khắc Nhâm, tháng khắc thiên can rất xấu, công việc cẩn trọng, lâm vào bế tắc, thậm chí là đáo tụng đình, cẩn trọng tháng này suy hao tài lộc lớn. Tháng 8 thì không xấu về tai tiếng, nhưng mà tháng 9 thì cẩn thận suy hao tài lộc lớn. Địa chi Tý Túc thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này thì tốt đẹp hơn tháng 8, nhưng cẩn trọng cái việc suy hao tài lộc, mất mát tiền bạc ở trong tháng này. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 10 là tháng Kỷ Hợi. Kỷ Hợi chắc chắn là một tháng mộc nữa, cho nên bổn mạng và sức khỏe sẽ không khác gì tháng 9. Khi Mộc đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không vấn đề gì lớn, tốt đẹp. Rồi thiên can Kỷ Nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tình chủ về mặt tử vi. Tháng này không tốt bằng tháng 9 vì không phải là thiên can thuộc ngũ hợp, cho nên tháng này công việc chỉ là bình thường thôi, không có quá gì cái sự xung khắc khó khăn, nhưng mà cũng không có gì là tốt đẹp, nó chỉ là trung bình. Địa chi Hợi Tý tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cả Hợi lẫn Tý thì đều thủy, ok, tốt đẹp. Về gia đạo tình cảm không có vấn đề phải suy nghĩ, cũng giống tháng 9 luôn, ok ha. Tiếp tục là tháng 11. Tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Canh Tý. Tháng này là một tháng thổ. Xét về trụ mạng thì sao? Mộc sẽ khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, có thể gặp cái bệnh hoặc là nạn nhẹ thôi, không có đến nỗi mất mạng. Thiên can Canh Nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Canh Tân là kim mà Nhâm là thủy, Đây là nạp âm ngũ hành, thiên can được tương sinh. Người ta nói sẽ gặp thiên như thế này thì thường là tốt đẹp, thậm chí là có tài lộc nhưng không lớn thôi ha, tốt nhưng không lớn. Địa chi Tý của tuổi gặp tháng Tý, năm sinh tháng tuổi, cẩn trọng các mối quan hệ của xã hội, gặp người không tốt lợi dụng cái mối quan hệ của mình mà đem đến thiệt hại, hoặc là có sự buồn phiền ở trong gia đạo. Gia đạo ở đây không có nghĩa là chồng con, có thể là anh chị em ở trong nhà, hoặc là cô dì chú bác gì đó làm cho mình cảm thấy bực bội khó chịu. Chứ tháng tuổi thì ít vậy, chứ nó ít có sự xung khắc trực tiếp với chồng con trong gia đình đâu. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, tháng Chạp. Tháng này chính là tháng Tân Sửu luôn. Dĩ nhiên tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu thì chắc chắn là một tháng Mộc rồi, quên, một tháng Thổ rồi. Thì xét về trụ mệnh là Mộc của các chị sẽ khắc Thổ của tháng tiếp. Bản mệnh khắc tháng sức khỏe không tốt, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, những cái bệnh nặng nhẹ. Thiên can Tân Nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tân Canh thì thuộc Kim, Nhâm thì thuộc Thủy, đây là nạp âm ngũ hành tiếp tục được tương sinh. Tháng này có thể là có tài lộc lớn hơn tháng Canh Tý. Vì sao? Vì địa chi của tháng này Tý gặp Sửu là cặp địa chi lục hợp, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu mà còn cho những cái mối quan hệ trong công việc nó hanh thông vui vẻ. Như vậy tháng 12 cũng chỉ phải để ý một tí xíu về bổn mạng thôi, chứ còn thiên can địa chi thì là tốt đẹp, không có vấn đề gì. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các chị tuổi Nhâm Tý, nữ mạng, những cái thông tin cơ bản về vận trình 6 tháng cuối năm. Bên cạnh những tháng không tốt đẹp như là tháng 7 về thiên can, tháng 9 về thiên can, thì cũng có rất là nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón các chị ở phần sau của năm Tân Sửu năm 2021. Dĩ nhiên với cái việc mà bị trực thái tuế ở trong cái năm Canh Tý năm 2020 để lại nhiều cái hậu quả, thì phần đầu của 6 tháng đầu năm Tân Sửu năm 2021 gặp dịch bệnh, gặp mọi thứ như thế này thì các chị không tốt đẹp, làm ăn không thuận lợi cũng là điều hiển nhiên thôi. Bên cạnh những cái như là sao hạn, vận niên, mọi thứ rõ ràng để phân tích về tử vi cũng như vận hạn của các chị ở trong năm Tân Sửu năm 2021. Ngoài cái việc lục hợp của năm ra thì điểm em chấm cho các chị không vượt quá điểm 5. Cho nên năm nay là một năm tiếp tục gọi là trung bình, chứ còn không phải là một năm tốt đẹp như những gì mà người Nhâm Tý mong đợi. Hãy chờ vào cái năm Nhâm Dần, khi chữ Nhâm nó đồng hàng, mọi việc về công việc nó sẽ hanh thông hẳn lên, tốt đẹp hơn, đúng không? Đó là những người tự lực, chứ còn mà những người kết hợp với chồng thì còn phải xem chồng con các tuổi như thế nào để mà tính toán. Hy vọng rằng những thông tin, những kiến thức mà em tổng hợp và chia sẻ sẽ giúp ích được các chị, để mà các chị hạn chế được những cái thất bại có thể xảy ra trong năm Tân Sửu năm 2021, để mà làm một cái tiền đề bước đến năm Nhâm Dần năm 2020 với nhiều thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.